Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hôm trước ấy, tôi cũng đã nói về cái trường hợp là tự kiểm tra đấy, cái tủ lạnh hay là cái tủ đông mà nó không chạy. Thì hôm nay tôi nói lại cái cách bắt đầu như thế này. Tức là khi mà cái tủ lạnh ấy, hay là cái tủ đông ấy, hay cái tủ mát đấy, mà bất ngờ tự nhiên chẳng hạn như là sáng vẫn còn đang lạnh tốt, thế mà đến trưa mà nó lại hết lạnh đấy. Hoặc là tự nhiên mở ra đấy, đang dùng bình thường tự nhiên mở ra thấy nó hết lạnh đấy. Thì cách thức kiểm tra là đầu tiên là như thế này. Chúng ta rút điện. Rồi rút điện. Bước thứ hai là tìm xuống cái lốc. Đấy, cái lốc như này tôi gỡ ra để cho nó dễ quan sát thôi. Thì gỡ cái hộp này của nó ra này. Chúng ta dùng tô vít đẩy cái ốp này của nó ra. Nảy ra thì bên trong nó có hai cái dây vào, một cái dây vào cái tẹp mít, một cái dây là vào cái giờ le. Thì chúng ta sẽ rút cái giờ le ra. Rút cái sờ le này. Đây, đẩy cái sờ le ra là thế nào. Thì chúng ta lắc. Hôm trước tôi đã hướng dẫn rồi. Nó kêu thế này. Thì chúng ta sẽ thay luôn. Chúng ta dùng cái này ra tiệm điện lạnh mua. Giống cái thế này, về thay. Thì như này, cái của nó là nó sẽ không, cái không hư là nó sẽ không kêu. Thì chúng ta về chỉ việc là lắp vào thôi. Rồi cắm trở lại. Rồi cắm trở lại như cũ. Sau đó là cắm điện. Cắm điện thì bắt đầu nó chạy con này. Đó như thế. Còn nếu như mà chúng ta cắm lại mà nó vẫn không chạy thì lúc đó thì chắc chắn phải gọi thợ rồi, chứ chúng ta không thể sửa được cái đó. Đấy thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy là cái trường hợp mà cái tủ lạnh hay tủ đông hay tủ mát bất ngờ đang sử dụng bình thường mà nó mất tuyết đột ngột, mất lạnh đột ngột. Thì chúng ta gỡ cái giờ le ra lắc. Nếu nó kêu thì thay cái giờ lẽ khác là xong ngay, không phải động chạm tới cái gì cả. Rồi cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.